thì sẽ ôi ôi trời ơi sướng, chưởng một phát mà chưởng không được, giờ đòn đánh x4 nè, chắc phải 400 mấy ấy, 435k chưa bút tháp thôi. Trời ơi, chú rồng bên kia biết thế nào là lễ hội luôn á. Đấy, trời ơi, chưa bao giờ là dễ đến thế. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong video Rock City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Trước mắt chúng ta hiện tại đang là phần thưởng xếp hạng của mùa Arena vừa rồi nha các bạn. Arena hình như là round 20 hay 21 gì đấy các bạn ạ. Và đây thì chúng ta đã nhận được một phần thưởng, đó là 30 trái cây, cùng với đó là 25 of Heroic, 30 of Legendary và 220 off của một chú rồng VIP Mythic các bạn ạ. VIP Mythic này là VIP Mythic mới vì có gọi là hệ thời gian đây các bạn ạ. Và cùng với đó là đã nâng cấp môi trường gồm 300 và 800. Thì đây là phần thưởng sau khi chúng ta đã lên rank Master 3 nha các bạn. Đấy, thì nói chung là mình cũng gọi là trên 15.000 cúp nhưng mà cũng không có thấm vào đâu đâu các bạn ạ. Miễn sao chúng ta trên rank Master 3 và kết thúc là có thể nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như thế này rồi đó các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn phải không nào? Oh no, chuyện gì đang xảy ra vậy? Wow, cái chuyện gì đang xảy ra vậy các bạn? Các bạn có nhìn thấy phía bên màn hình không? Có lẽ nào chúng ta đã phải cập nhật cái phiên bản mới dành cho việc là chia top vụ rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn xem cái thanh thông báo của mình bây giờ nó chỉ còn rút gọn lại có 3 mục thôi các bạn ạ. Mà cũng hên nha, cái đợt đầu khi mà mấy cái thanh mục này xuất hiện, đây 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 các bạn nhìn ở bên góc màn hình nè, thì gọi là nó thiếu thốn đủ thứ lắm các bạn. Nhưng mà giờ thì nó cũng đỡ rồi, chắc là mình xài lâu rồi mình sẽ quen thôi. Với lại mình nghĩ là cũng có nhiều bạn đã chuyển sang là cái mục này rồi, nhất là trong cái nhận Heroic thì chúng ta có thể là nhận trong đây luôn, nên chắc không sao đâu các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ làm quen với cái mục mới và sẽ tìm hiểu những khám phá mới thú vị trong video lần này luôn nha các bạn. Rất là thú vị đấy, mong là chúng ta cũng sẽ quá không. Ồ, chúng ta quá không các bạn ạ, hình như là không quá rồi. Ôi không các bạn ạ, mình thấy cái mùi nó không ổn ở đây. Ôi không, xem nào. Ôi không, chúng ta đã không có phần thưởng cộng thêm rồi các bạn ạ. Chúng ta đã không có beta rồi, trời ơi. Tại sao mà thay đổi cái giao diện của tôi thế này mà mình lại không có cái beta về túi được tặng thêm quà. Chắc là có nhiều bạn đang thắc mắc là nãy giờ mình nói có rồi, nãy giờ mình than ôi là mình đang nói về vấn đề gì không các bạn. Đó là mình vừa làm video ở bên, đây đây đây, mình sẽ mở cho các bạn xem luôn. Và cũng thông báo cho các bạn đó là trong tháng 10 này, tạm thời là tháng 10 nha các bạn, thì mình sẽ hoạt động trên cả hai kênh, nhất là kênh Quân Toriko và thứ hai là Quân Toriko New. Vì vậy nên mình mới đăng video đây các bạn ạ. Đó, khám phá chung là thành công chinh phục x3 bờ lưỡi hái linh hồn sức mạnh cày ranh đấy các bạn ạ. Một điều mà mình phải nói đây đó là có 3 nick thì là x3 đấy các bạn. Và trong 3 nick thì có 2 nick có bản beta, và chúng ta sẽ có thể được nhận thêm quà khi mà kết thúc mùa ranh Arena với những cái phần thưởng gọi là được cộng thêm từ cái túi đấy các bạn ạ. Đấy chính là túi này đây các bạn ạ, nhưng mà mình không có beta các bạn. Trời ơi, bình thường là bên series chúng ta thường là hay có beta gọi là nhất đấy các bạn, tự nhiên không, tới đợt này nó lại không có. Nếu như có beta nha thì cái phần thưởng chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều ở từ cái run của gọi là ở trên đây này các bạn. Đó, run gọi là bắt đầu từ chiến binh thần sống trở lên này thì sẽ có những cái phần thưởng như là có trái cây này, có Orb Legendary này, có Orb Heroic, rồi đến gọi là Master 3 nha. Cái phần thưởng mà khi kết thúc nha các bạn không chỉ là có như thế này mà mình mới nhận đâu, mà cái lượng trái cây chúng ta lên đến 50 trái cây. Trời ơi, biết chưa các bạn, trời ơi. Rồi cái phần thưởng Orb lên tới 100 Orb các bạn nha, 100 Orb Legendary.
Trời ơi, cực kỳ ghê luôn. Nếu mình nhớ không nhầm, mình có tính ở trong gọi là video bên kia đấy. Các bạn xem qua video bên kia, các bạn xem là các bạn biết liền các bạn ạ. Ngon lắm đó. Đấy, và có tới là khoảng tầm 60 op Hellrid. Nãy chưa kể là có mảnh của mấy chú đồng kia thì chúng ta cũng không có nói làm gì rồi. Với lại là có thêm đá nâng cấp môi trường. Nhưng mà vẫn có thêm một số những gọi là op khác như là op Ebit và op Edirat. Và lại những cái phần thưởng khác cũng nhiều nha các bạn. Và thành ra chúng ta không có là chúng ta không có gì ngoài phần thưởng Arena mặc định mỗi mùa khi kết thúc. Ui dồi ôi, ra là mình cảm thấy rất là buồn các bạn ạ. Khá là buồn, tâm trạng của mình đang khá là gì đó. Nhưng mà mình sẽ suy nghĩ về hướng tích cực là ở ngoài kia cũng biết bao nhiêu bạn chưa có bản beta. Thì thôi, chúng ta hãy gọi là hòa chung cái không khí và cảm giác này. Và mình xin chúc mừng cho những bạn nào mà chúng ta có bản beta. Và khi vào thấy phần thưởng nhiều thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên nha. Thì ở đây nè, còn nếu có bạn beta sẽ có một cái thông báo ở đây. Thì nó sẽ có hai thông báo lần. Một là thông báo đến Arena của mùa rank round 21. Và thứ hai là một thông báo về beta, về phần thưởng nha. Cái beta này á, có một điều mà mình suy nghĩ nha các bạn. Đó là khả năng rằng cái beta này nó chỉ đến rồi đi các bạn nha. Vì nó quá ngon đi. Nhà phát hành mà gọi là cho beta này vào chính thức thì phải nói là chơi lớn. Mà mình không biết là chơi lớn kiểu vậy có kéo dài được trong khoảng thời gian bao lâu. Vì trước đây nha, cái beta này nó đã từng đến và đã từng có nhiều vật phẩm và nó đã biến mất rồi các bạn ạ. À, như bây giờ quay trở lại như này là còn nhiều hơn trước nữa. Ngon như vậy mà mình lại không có các bạn ạ. À, ôi thôi thôi thôi, bên hai nick kia có nhưng mà mình cũng đâu có đánh lên rank master đâu mà trông mong gì đâu các bạn. Thôi cứ xem như là chúng ta gọi là chúc mừng cho những bạn nào mà có beta sớm nhá. Còn gọi là nếu mà chúng ta muốn thử xem mình có beta không thì kiểu giống như là mình nghĩ là có rồi các bạn. Cập nhật thì cũng sẽ có phần, có thể là khả năng cập nhật sẽ tăng cái cơ hội có beta hơn. Nhưng mà kiểu mà mình thì mấy nick kia mình cũng chơi chung một ứng dụng mà. Đấy, mấy nick kia có, mấy nick mình không có. Thì hẳn là do gọi là beta nick có nick không rồi. Đấy, nhưng mà trên hết thì các bạn cứ cập nhật Rank City thường xuyên. Biết đâu gọi là điều đấy sẽ giúp chúng ta là có thêm niềm tin, tăng cơ hội để mà có được bản beta, phải không nào? Mong là nếu có thì chắc cuối gần rank, các bạn cuối rank sắp nhận phần thưởng có một phát ôm trọn phần thưởng luôn, trọn quá ngon. Nhưng mà khả năng là nếu mà muốn như vậy thì chắc phải rank nào chứ rank này thì khó các bạn ạ. Ok, và qua cái chuyện là beta như vậy, các bạn có tìm hiểu ở bên video kia thì chúng ta lại có một tin rất là sốc và hot luôn các bạn ạ. Ok, và thời gian sự kiện vừa qua thì mình biết là có rất là nhiều bạn đã sốt sắng và cày rất là dữ cho sự kiện là chiến binh hoa hồng nha các bạn, Warrior Road. Nhưng mà gọi là một điều phải nói là may mắn các bạn ạ. Nhưng cũng là một cái gì đấy mà nó cũng khá là thêm công việc đấy các bạn ạ. Đó là chúng ta lại có thêm một cái quest đánh Arena rồi các bạn ạ. Và cái quest này y chang như là cái quest hoa hồng vừa qua các bạn ạ. Cũng sẽ là hai cái vật phẩm ở đây, thay vì là hoa hồng thì sẽ là lồng đèn nha các bạn. Sẽ đổi lấy là 10 orb Legendary và 7 cái lồng đèn thì sẽ đổi lấy 75 orb của chú rồng VIP mì thích nha các bạn. Ok, và ở mốc cao nhất thì cũng sẽ là free một cái viên bơ. Yeah, bơ lưỡi hái linh hồn tử thần free ở đây. Và chú rồng này là chú rồng Osiris God nha các bạn. Yeah, cũng là một chú rồng gọi là cấp 10 đấy. Mình biết là nhiều bạn sẽ có cảm giác là lẫn lộn. Tất nhiên là chúng ta rất là vui rồi các bạn. Đây là một tin rất là đáng mừng. Nhưng mà bên cạnh đó có nhiều bạn là chúng ta được trước nha. Được trước là mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn là đang ở rank thấp. Nhưng mà chúng ta cố gắng đánh lên trên để mà lấy được một cái viên bơ này. Thành ra bây giờ chúng ta đang ở rank rất là cao luôn. Và nếu như từ cái móc rank đấy mà muốn đánh lên là một điều gì đó rất là khó khăn cho cái móc 25 này không các bạn. Đấy, kể cả mình thì nói chung là Nick Sherry thì có lẽ chúng ta sẽ không sao. Nếu như gặp những mùa rank mà nói chung là trên rank đấy cấm không có quá gắt thì chúng ta vẫn ok này sư được. Nhưng mà những nick còn lại của mình thì gành lên cả là rank master rồi thì làm sao mà đánh được nữa phải không các bạn. Muốn đánh nữa thì cũng được nhưng mà khó lắm các bạn ạ. Và cực khó ở cái móc là cuối cùng đấy. Có chăng thì chúng ta nếu như có siêng năng đánh thì chắc là cũng lấy được sương sương thêm vài chục cái orb legend nữa các bạn ạ. Đấy, và đây thì cũng sẽ là chúc mừng cho những bạn nào mà gọi là đợt trước. Nếu như là ta chưa có lấy kịp thì lần này ta cố gắng nha. Đấy, biết đâu thì trong cái tình huống như này thì mình sẽ suy nghĩ một cái phương án nào đấy để mà chúng ta đánh lấy điểm mà mảnh gọi là đánh lâu dài được, hay là đánh nó ít
phải gặp bình chướng đấy các bạn ạ. Chứ gặp đội hình mà chúng ta không mạnh mẽ rồi thì làm sao mà chúng ta tranh thủ được phải các bạn. Ok, một số những cái kiến thức bổ ích về cái việc đánh rank này thì sẽ là như sau. Đầu tiên thì mình đã làm quen với rank mới này nha, không biết là luật thế nào nhưng mà bây giờ là cấm hệ nước. Cấm hệ nước tăng cho hệ tăng cho hệ Dream, mà hệ Dream bây giờ là khắc tinh cứng của nick mình. Khoan, nếu vậy là mình được xài một người các bạn ạ, đó chính là Đại Long Nữ được xài. Chút rộng nào mà có hệ Dream đầu tiên thì Đại Long Nữ có thể vào và khắc chế yeah. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không thể hoàn toàn là dựa vào Đại Long Nữ hết được các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là cấm hệ nước thì chắc là chỉ bị cấm chu rồng là Raifu thôi các bạn ạ. Em chắc là Master 1 đã đánh mình ok, thoải mái, nice các bạn ạ. Nhưng mà mấy mùa rank sau thì không biết nha. Mấy cái rank trên đây nè. Đây thì thấy là Master này có để hình là hình chiến binh World này, thì được tăng cho hệ World, cấm hệ nước. Vậy mình có thể là phán đoán, phân tích như sau các bạn ạ. Trên đây thì thấy rank ánh sáng thì có thể là cho rank sáng cấm rank gọi là bóng tối, hoặc là cấm rank hệ lá. Mà bóng tối, trời ơi, lại là bóng tối các bạn. Nhắc tới bóng tối là mình hơi bị ảnh hưởng nhiều rộng ấy, nhưng không sao, đây chỉ là Master, gọi là Master 2 thôi. Thì cái cơ hội đánh lên vẫn nhiều nha, bởi vì mình vẫn còn một số vô rộng khác. Và Master Băng thì có khả năng là sẽ cấm hệ lửa hoặc là hệ thép. Hệ lửa và hệ thép thì cũng nhiều, nhưng mà không phải là toàn bộ sức mạnh phần lớn của mình. Nên là chắc là mùa ranh này chúng ta vẫn đánh ngon lành để mà lấy rương đây các bạn ạ. Thì phải vậy thôi, chúng ta gọi là có thêm cơ hội lấy, gọi là bơ lưỡi hái liền hồng free và lấy chứ. Mấy nick kia thì mình lấy một cái là được rồi các bạn ạ. Chắc là mình cũng không có cần thiết là phải xài nhiều. Nhưng mà bên nick ở đây, series chúng ta là có free cái gì cũng phải cố gắng cày để lấy cái đấy các bạn ạ. Trừ khi nào mà chúng ta gọi là cảm thấy nó không có quá là cần thiết nữa thôi, thì cân nhắc về thời gian bỏ ra, cân nhắc về nhiều thứ, điều kiện hay là nhiều thứ gì đấy, thì chúng ta có thể là bỏ qua nha các bạn. Nhưng đây thì chắc là không bỏ qua được rồi. Ôi giời ơi, trong quét có gì, quét gì mà hai đây 20 ngày vậy. Đấy, và cũng có sự kiện gọi là tiếp theo, nói chung là hoạt động tiếp theo trong sự kiện lấy hai cái huy hiệu là Legend với lại là huy hiệu World các bạn. Thì thôi mình sẽ gọi là tranh thủ vào luôn, nãy giờ nói liên huyên nhiều quá. Nhiều bạn thì chúng ta xem video ở bên nick bên kia, xem kênh bên kia mới hiểu nha các bạn. Tại vì thiệt sự luôn á, một cái gì đó mà nó quá là hơi là bị đát luôn á. Những bạn nào mà đánh không lên rank cao thì ít ra cũng có gọi là phần thưởng đồ gì đỡ hơn là không có, có việc đỡ hơn không với các bạn. Đấy, phần thưởng tính ra là nó chênh lệch tới khoảng tầm là gần 4 lần luôn các bạn ạ. Ôi giời ơi. Thì chắc là cứ cho là tầm 3 hoặc là 2 lần đi, cộng trừ nhân chia gì đấy rồi tính bình quân ra đỡ đau lòng một xíu đi. Không sao, nói chung là sau này mình mong là mình sẽ có, và nếu được thì mình mong nó trở thành bản chính thức. Tại vì cái gì mà có lợi cho chúng ta thì chúng ta mong muốn nó là đúng rồi, có sai đâu phải không các bạn. Chuối đi bộ, thực ra là không phải mình đặt tên cho trái chuối này là chuối đi bộ đâu các bạn, mà là đồ nhi của mình. Yeah, tên khá là hay, bụng bự rồi tà la luôn các bạn ạ. Đấy, không sao, ta sẽ gọi là vào xem thử là tình hình như nào nha các bạn. Rồi ok, thì phân tích bước đầu nè, phải tiếp tục lại phân tích sự kiện một xíu nha, rồi mình vào mình đánh xong. Để như các bạn, nhiều bạn là chúng ta đỡ bị mông lung á, thì đây mình sẽ phân tích như này nha. Đó là trong cái sự kiện này thì chúng ta sẽ cố gắng cho mình là đến cái mốc cuối này, vì điều đó là điều có thể làm được nha các bạn. Sự kiện này diễn ra trong vòng 14 ngày, và nếu như nha, thì kiểu như là chúng ta đánh ok canh đầy đủ thì sẽ 12 tiếng hồi một chiếc rương, tương ứng với lại 14 ngày thì chúng ta có thể là lấy khoảng tầm là 28 chiếc rương nha các bạn. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta chưa có rương ấy, còn nếu mà mình đã tích trước đó được một vài chiếc rương nữa rồi thì sẽ có thể là nhiều hơn. Cả là nick chính của mình ở nick chính ngày xưa đó các bạn, ở trong sự kiện hoa được trước thì đáng lẽ ra lấy được 30 gọi là chiếc hoa luôn, nhưng mà cái khoảng thời gian cuối cùng mình không có vào thôi. Cái đó thì mình cũng có nói bên video kia, cho nên là cái này các bạn cố gắng nhớ. Đây, và mình đã test các bạn ạ. Thì mình thấy được cái rương này nha, nó sẽ có thể là chờ trong vòng là 12 tiếng và tích lũy cho mình tối đa 4 chiếc rương. Có nghĩa là khi các bạn gọi là một khoảng thời gian dài ở là dài các bạn không đánh, thì cái số rương tối đa mà các bạn đánh xong là hồi một cái rương, rồi đánh xong hồi một cái rương mà không cần phải chờ á, thì nó sẽ là 4 chiếc rương, đến chiếc rương thứ 5 nó sẽ hồi nha các bạn. Điều này có nghĩa là chúng ta có khoảng tầm 2 ngày nha các bạn. Ui, cái gì đây. Ui, trời ơi, lấy liền các bạn.
hay thì nhìn gọi là đánh dễ dàng dễ dãi thế này thì ôi rồi rồi chúng ta đang làm video ôi rồi video gì tầm này vô đánh luôn cho rồi một phát gọi là triple kill nha. Lâu rồi mình chưa có triple kill quả nào thì xin phép các bạn nha, không phải là mình thấy dễ mà mình gọi là ai giờ triple kill trời ơi bạn nào để đội hình này hay quá vậy. Trời ơi nhiều bạn để đội hình như vậy mà trong lúc chúng ta gặp nguy khó các bạn gặp là giống như là gặp được niềm vui đấy. Ok thì mình đánh nhanh để mình mở chiếc rương này ra cho các bạn xem nha. Trong chiếc rương này chúng ta có Orb Legend này, chắc chắn sẽ có là Eternal với lại là có cái huy hiệu ngôi sao này. Thì mình cũng phải đánh nhiều quá để mình đẩy thêm một lần mở rương này đấy nha. Vì cái rương gọi là sinh nhật ngày hôm qua mặc dù chúng ta mở ra cũng ok nhưng mà không phải là phần thưởng gọi là ngon lắm trong đấy nha các bạn. Nhưng dù sao cũng được đấy, thì mình không cần phải hồi chiếc rương này vì cái khoảng thời gian đã tích lũy cho mình. Thì đấy nha các bạn, chúng ta có gọi là 4 rương tích lũy. Điều này thì cứ mỗi rương là 12 tiếng, cho nên là kiểu giống như các bạn khi mà đánh đến cái rương mà các bạn xác định được á thì chúng ta có thể là chờ tối đa khoảng tầm là 2 ngày thì lúc đấy mình đánh lấy chiếc rương để cho những chiếc rương phía sau nó có thể cái thời gian nó tái tạo lại các bạn, thì chúng ta đỡ lỗ. Chứ ví dụ như là các bạn full 4 rương gọi là tích lũy rồi các bạn vẫn không đánh thì cứ trôi qua 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày là các bạn lỗ cho mình là 6 cái rương rồi. Đấy, cho nên là chúng ta biết được cái khoảng thời gian canh để mà mình đánh hợp lý nha các bạn. Đấy, ví dụ đội hình như này nha, mình tách tay luôn. Bây giờ các bạn muốn cho chú rồng nào ra đây? Mình biết là nhiều bạn muốn gặp lại Đai Long Nữ và Đai Anh Hùng không? Hồi trước chúng ta gọi là ít gặp hai nhân vật này không? Ok, thế mình sẽ cho gọi là hai anh chàng này ra. Tiếp tục là Nanh Thần thì nói chung là cặp đôi nào cũng có Nanh Thần gọi là đi chứng kiến hết. Và tất nhiên là các bạn không phải lo, Nanh Thần mình đã có ghép cặp rồi nhưng mà ghép cùng Nàng Thơ thôi. Chưa có chính thức nha các bạn, Nàng Thơ thôi, gọi là em không là Nàng Thơ thì đâu đó là cái gì đó mà nó thơ ngay thơ gì đấy, chưa có gọi là nắm bắt được các bạn ạ. Đấy, có nàng mà không có thơ là có thơ mà chắc không có nàng đâu. Ok giờ là cho Đai Long Nữ ra ha. Đó, Đai Long Nữ thì cũng full tu vi tăng tiến lên một đỉnh phong rồi, không có thua kém gì bất kỳ chu rồng nào mà đang gánh team của mình đâu nha các bạn. Trời ơi, mới đó mà có ngay cho mình cái block luôn. Sao mấy trận khó không bị block dễ như này ra. Để mình lấy mấy cái highlight các bạn nha. Highlight, ui dồi, không lẽ nào. Đẩy một phát, chiếu mạng ăn luôn các bạn. Ui, trời, Đai Long Nữ mà đánh như vậy rồi mấy chu rồng kia sao mà chịu nổi. Sao mà chịu nổi các bạn, trời ơi, block 3 lần liên tục. Thứ gì mà chịu cho nổi các bạn. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn á, quá ghê gớm. Ok, thì đấy là Đai Long Nữ nha, chưa mất miếng máu nào luôn á. Ủa sao vậy, sao không mất miếng máu nào luôn vậy. Đấy các bạn ạ, thế nào mình đi cũng gặp mấy chú rồng mà có gọi là hệ tam giác ở đây. Trời, cay quá mà. Đây rồi, cuối cùng ta cũng đã được gọi là Đai Long Nữ phát huy gọi là sức mạnh của mình sau khi gọi là gặp trường hợp như thế này đây các bạn ạ. Chắc mình cũng không có lo lắng về vấn đề chú rồng bên kia xài cái skill kia đâu. Vì gặp Đai Long Nữ yếu rồi nên không có xài skill đấy nha các bạn. Và cũng không có hồi sinh ở đây nên là mình xài mấy chú rồng có gọi là hệ scale thoải mái luôn á. Trường hợp chúng ta phải canh nha, canh chứ mà trường hợp mà để gọi là chuyển qua chuyển lại á thì sẽ... Ôi ôi, trời ơi, sướng. Chưởng một phát mà chưởng không được, giờ đòn đánh ít 4 ngàn, chắc phải 400 mấy ấy. 435k chưa bút tháp thôi. Trời mấy chú rồng bên kia biết thế nào là lễ hội luôn á. Đấy, trời ơi, chưa bao giờ là dễ đến thế. Mà thậm chí chú rồng đó có level 70 nha, mình cũng sẽ hạ chú rồng đó trong vòng một nốt nhạc với cái block khi nãy. Về yeah. Khoan, nếu mà level 70 thì hình như là được bút hệ là chắc là máu trâu hơn nhỉ. Ok, xin lỗi nha, mình xin rút lại những gì mình nói. Nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng chú rồng đấy để mà áp chế chú rồng kia được các bạn ạ. Nhưng mà hẳn là phải cân nhắc đấy. Rồi, bạn phải gọi là kỹ càng các bạn, chứ không là chúng ta chỉ áp chế được một trận, còn những trận sau thì gọi là bay thôi. Nhưng mà các bạn biết sao không, mùa này là đang gọi là tăng cho hệ Dream á. Thành ra nha, thành ra gặp hệ Dream chúng ta nên né đi các bạn ạ. Nào là tăng đam, nào là gọi là tăng máu. Mà tăng nhiều như vậy rồi, mấy chú rồng kiểu kia là toàn chơi gọi là hiến máu các bạn, và có đam nữa. Thứ gì mà chịu cho nổi không các bạn. Ôi, Đai Hùng kìa, không thua kém đâu nha. Anh Hùng không thua kém gì Đai Long Nữ hết các bạn ạ. Thấy, trời ơi, đỡ nữa đi. Đó, ta sẽ gọi là có những cái phát đánh trên 100k. Rất là đau nhói các bạn ạ. 102k. Cái đòn đánh gọi là hệ gió nảy sát thương cao đấy. Ôi ôi. Rồi, trời ơi, anh chị này vào đây mà cứ block liên tục thế này thì
mình đỡ biết bao nhiêu các bạn nha, thôi đỡ thiệt sự á. Mà đấy là những trận mình chắc chắn là thắng rồi thôi, chứ còn mấy trận mà gọi là cơ hội thắng trông chờ vào cái block thì nó lại khó các bạn ạ. Đây nãy mình diệt chú rồng kia không, bây giờ mình phải diệt chú rồng này các bạn ạ. Đấy, phải diệt thôi, phải diệt thôi. Rồi nhưng mà không phải để chú rồng này đi trước. Chú rồng này là phải lấy làm con bài tủ các bạn ạ. Còn chú rồng kia không, chú rồng kia thì mình sẽ dùng xem dùng cách nào để diệt chú rồng kia đây. Chú rồng kia thì sẽ bị khắc chế bởi hệ gió, mình có thể là sử dụng đan hùng để diệt chú rồng đó cũng được. Nhưng mà sau gặp những chú rồng kia cũng gọi là không yên lành cho lắm, và nếu như có gặp hai Tectonic nữa khổ quá trời luôn á. Đây mình sẽ sử dụng là Nan Tình Yêu nha. Nan Tình Yêu thì ít ra là cũng có thể là chống cự là hai chú rồng đầu, còn chú rồng kia không được. Mình có nhiều sự lựa chọn mà. Song hỏa được không nhỉ? Song hỏa cũng là một sự lựa chọn các bạn ạ. Cấm hệ nước rồi chắc song hỏa này thoải mái nhỉ. Nhưng mà song hỏa không được bút, không được bút thì sát thương không kiểu máu và sát thương không được cao. Nhưng mà không sao, chuyện đó cũng không thành vấn đề lắm. Đúng rồi. Mắt đỏ, tại sao mình lại chọn mắt đỏ? Tại vì chú rồng bên kia thể nào mình có bị khắc chế không là cũng xài cái sợi kia bị gió à. Nên mình quan tâm gì, mình cứ vậy thôi. Đó, đúng luôn. Trời ơi, đúng luôn. Rồi đây, mình sẽ xài skill này nha. Đấy, thì các bạn nhìn xem nha. Mình thì nói chung là, đấy, không có gọi là bị khắc chế gì thì chú rồng bên kia vẫn xài cái skill này. Đấy, khoan nha, anh bạn đánh máu mình nhiều vậy rồi, lỡ chú rồng kia ra bào mình phát thì sao? Đấy, mình sẽ xài chú rồng này ra để mà chú rồng kia không có ra chơi cái skill đánh lan nha. Đấy, không là... Ủa? Ấy khoan, cái này hình như là không có trong kịch bản. Ủa? Là sao? Rồi xong các bạn ạ, có cái điều mà bây giờ mình mới để ý. Mình để ý thiệt sự các bạn. Chú rồng bên đây là cái chú rồng mà gọi là Redemption này á, có cái hệ khắc chế chúng ta. Yeah. Rồi xong, rồi vô luôn, dính kèo luôn, vô mánh luôn. Giờ ta chẳng còn chi, giờ phải làm sao đây ta? Mình thì có thể trông chờ vào được block, nhưng mà bên kia là tiếp tục đánh chí mạng mình thì sao? Nhưng mà bây giờ không đánh chú rồng bên kia, chú rồng kia đánh lan rồi, bay mất chú rồng gọi là đan hồn của mình thì sao? Thôi, lỡ rồi, phóng lao theo lao. Trời đây lòng nữa rồi, hãy block như những gì mà cô đã từng đẩy. Trời ơi, cô nương đã từng đó. Nó phải là như vậy các bạn nghe. Đấy, còn lượng máu ít như thế này thì chắc là chúng ta không cần quan tâm lắm. Đấm một phát cho chú rồng kia quay cuồng đi, để giành cái lượt block kia các bạn nghe. Ok. Đấy, thì có lẽ là chú rồng kia sẽ xài một cái đòn đánh hệ gió tại vì mình cũng có cái sự khắc chế ở trong đây nè. Không sao, tất cả nằm trong kế hoạch rồi. Đấy, chỉ là chú rồng này ra mà chơi cái skill kia thì nó hơi gì đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình xin chuyển bại thành thắng liền. Khoan. Ê, ơi khoan, chú rồng này có bơ lưỡi hái tự thân. Ôi, sao vậy? Sao lại như vậy? Chú rồng có bơ lưỡi hái tự thân kìa. Hủy diệt cái gọi là bơ mình, nhưng mà xác định rồi. Với cái skill mà 201 đam hệ gió này không thể nào mà không hơn 201k được. Goodbye chú rồng kia nhá. Nếu mà gắn đậy thà gắn gọi là thêm bơ hồi sinh vào thì may ra còn gọi là lấy được thêm một điểm bên mình. Chứ còn gọi là gắn bơm máu vậy không ăn thua rồi. Cho mắt đỏ gọi là nghỉ ngơi các bạn ạ. Ok, giờ là đến Lustner, Fabio, I, Titan với lại là 2 star. Được thôi. Mà bên kia chưa có đạt được cái sức mạnh đỉnh phong tối đa các bạn ạ. Có nên cho bên kia một cơ hội không nhỉ? Xem mình đang ở rank gì rồi. Mình không có bị xuống rank ở dưới các bạn. Mình vẫn đang ở rank max level 1. Xem nào, lượng cúp là bao nhiêu nào. Sao để lượng cúp bên đây gọi là không có được kia nào. Xem nào. Wow. Trên thế giới là bạn Trung đẹp trai đã lên top 1. Wow, ghê thế nhờ. Hiện tại là top đang gọi là bạn Bachit đang là top gọi là ngàn cả hai đấy các bạn, là 10.661 điểm. Thế mà bạn gọi là Trung đẹp trai lên 12.6 điểm luôn á, ca điểm luôn, ghê quá vậy. Trời ơi, ghê thiệt sự các bạn ạ. Rồi bây giờ thì thôi đánh luôn đi, lỡ rồi có biết gì đâu các bạn ạ. Mình thì nói chung là sau mình gặp chú rồng đem sành chắc mình phải né lại thôi. Chứ mà chú rồng đấy mình khắc chế mình thì mình đỡ được cái đòn này, nhưng mà lại hại đòn sau các bạn ạ. Ê, chú rồng này nha.
mình rõ ràng mình là chú rồng mà khắc chế rồng đó, mà thế mà để cho chú rồng đó lấy cái thế chủ động là sao? Là sao? Đấy, khô máu nè, anh muốn khô máu không? Đó, anh nên biết được cái vị trí của mình nha. Ôi, biết vận dụng cái skill tối hậu thư cuối cùng khi mà mới hồi sinh bằng 3% máu luôn á. Ghê đấy. Nhưng mà khoan, để sẽ cho đại long nữ vào các bạn ạ. Nhưng mà nói chung thì chắc là không lớp đâu, chắc là không lớp đâu. Ok, tôi sẽ phá cái khiên bên kia trước. Rồng Titan này thế mà cũng mệt thế nhờ. Đánh mình đánh hai phát rồi chưa gây được đam nào mà còn có bờ sinh nữa. Còn máu trâu nữa chứ. Ôi. À, đại hùng khắc chế. Khắc chế thì dễ nói chuyện hơn rồi các bạn ạ. Nhưng mà chắc là không cần hai đòn khắc chế người ta vẫn phải cần rồi. Trừ khi bút tháp thôi, chứ mà không là phải mất 3 đòn mới đánh được chú rồng bên kia xuống đấy các bạn ạ. Thôi, rớt đài nha, rớt đài luôn. Chú rồng đó mà là một chú rồng gọi là cách 10 á thì cũng mệt đấy các bạn ạ. Nói chung là gắn bơ rồi có khiên rồi đánh trước. Một cái combo mà nó bào vô cùng luôn. Vì những cái trận đánh mà ở trên rank đỉnh cao thế này thì những cái phát đánh về lợi thế tên đấy các bạn là một cái gì đó mà nó rất là cách biệt. Đây, như cái này mà cho chú rồng Legendary xài một cái ha, là chú rồng bên kia tới đâu luôn á, tới gọi là fancy punk luôn các bạn gặp. Ok, mặc dù không có phải là xài đến cái viên gọi là bờ sinh nhưng mà vẫn được phát block các bạn ạ. Đấy, trời ơi, sao mà trận đánh gọi là sương sương mà thấy mọi người ai cũng nguy kịch thế vậy. Đây rồi, gặp đai long nữ bên kia xem gọi là ai rồng crew đây. Oh, rồng ở đây nhìn cũng ghê đấy. Và các bạn cẩn trọng nha, có hệ hoa sẽ khắc chế là hệ linh hồn. Ồ, quát, hình như là hệ hoa thì khắc chế hệ chí mạng của chú rồng hệ Skeot. Thì chúng ta sẽ khắc chế là hệ Dream và Happy. Vậy chúng ta không sao hết cả. Mình còn khắc chế hệ hoa luôn á. Ta-da, không ngờ chứ gì. Rồi, không ngờ thiệt, vậy là chúng ta sẽ bị hệ Magic khắc chế. Magic đấy các bạn, Magic là Magical á. Của Pháp Sư Kaka thì phải, đấy. Rồi, và giờ thì cho đen hùng ra thôi. Ta, cái mấy chú rồng bên kia là bị mình nắm thóp hết đó. Đấy, và lưu ý là không cho gọi là chú rồng có hệ linh hồn của rồng gặp chú rồng hệ Scale nha. Scale Shao ấy là khắc chế mạnh luôn á. Xin chào, mình là Chao đây. Ui giời. Rồi, chơi skill hệ lửa. Mình nhớ đâu có bút hệ lửa đâu mà chơi skill lửa ta. Chắc là do không có hệ nào trong đấy nên chơi xài đại skill hệ lửa luôn. Thế còn hấp huyết và skill Exeter thì sao? May mà lập trình cho chú rồng sinh phu như vậy chứ không nhiều kèo gặp sinh phu là chỉ có thêm mệt thôi các bạn ạ. Rồi, vậy là hai đai long nữ được gặp nhau rồi. Xin chào, mình là đai long nữ. Ok, khỏi chào. Đó, một phát gọi là dằn mặt luôn. Trên thế gian này chỉ được một mình tớ xinh nhất thôi nhá. Ai biểu đóng giả tớ làm chi, mắc lưới làm chi. Thôi rồi đấy. Nó phải như vậy các bạn ạ. Trời ơi. Rồi, và mình thì lấy xong rương này nhưng mà mình nghĩ là phía sau chiếc rương này chắc là hết rương đang hồi rồi. Nên mình cũng không có vội đánh nha. Mình nghĩ mình sẽ không có cần thiết là phải vội đánh nha các bạn. Chỉ là hơi sốc vì chúng ta không có cái bản beta, trong khi thường mystery của mình là nick mà hay có cái bản beta nhất đấy các bạn ạ. Không biết là vì lý do gì nhưng mà cũng buồn các bạn ạ. Thì không sao, mình buồn nhưng mình biết là chúng ta và mình không cô đơn, mình vẫn còn nhiều bạn giống mình không? Cho mình thấy những cái tay gì nào. Thôi rồi, ok, và đây thì giờ chúng ta sẽ like lại nha các bạn. Like lại thì mình sẽ thực hiện cái công thức lại băng. Băng nhưng mà là băng đã được cường hóa nâng cấp, tăng cái độ tỷ lệ quý hiếm lên. Và đây, trời ơi, ra thêm vài chú rồng holy đi mà. Để mình xong cái công thức này mình dồn vào công thức kia đi. Ôi giời, thì lâu lắm các bạn ạ, từ khi mình xác định like là like cầm chừng rồi, chứ mà đâu phải là ngày 1, ngày 2 nói quá là quá đâu các bạn ạ. Rồi đó, đó là không có rồi đó. Rồi, mình sẽ vào trong chỗ là op để mà mình mua gọi là bỏ túi cho mình nè. 5 cái gọi là op Helric nha các bạn. Thực ra mỗi ngày chúng ta được mua tới tận 2 lần nên các bạn chúng ta lưu ý nha. Thực ra mua cái này không phải là để chúng ta tích nhiều kiểu mà nhiều op để summon một chú rồng trong số đó. Vì nói chung là cái đó cũng khó, nhưng mà có được op để mà mai mốt có trend những cái op mình cần thì ít ra mình vẫn có mảnh để mình trend lại nha. Đấy, hoặc là mảnh mà đối phương cần, hoặc là mảnh mà chúng ta muốn xin
thì nó lại có thêm, vô tình là như vậy. Yeah, trong đây vẫn đang gọi là mở ra những cuộc gọi là trend off đấy các bạn ạ. Rồi. Đây thì nói chung là rương này hôm qua mình bỏ sót một cái rương rồi. Sao? Nay thì chắc là mình sẽ coi để mà tiện thể mình lấy luôn con xanh. Thì mình sẽ đi dò con xanh cho các bạn xem nha. Dò trong đây xem có gì hot không nha. Vẫn là sự kiện này với lại là cái rương này. Rương này hộp này với cái này thôi. Cái này thì chắc là không đi lấy nhiều lắm đâu nhỉ. Rồi tôi lấy cái rương bên đây. Và rương bên đây thì sẽ đến chú rồng này. Ok, mình quan tâm là chúng ta vẫn có cũng chắc là khá khá cái vật phẩm sự kiện bạn. Đây một rương nè, tới cái rương bóng đêm nha các bạn. Rương bóng đêm, rồng bóng đêm, rương bóng đêm, rồng bóng đêm, không, rồng rồng lá. Ở đây thì đến đây và lấy thêm hai rương đó. một mình nhìn nhập nha các bạn. Đó, lấy tới chìa khóa này là chìa khóa màu này, và màu này sẽ đi lấy thêm một rương đây nữa, lấy cái chìa khóa này, và các bạn có thể lên để lấy thêm 5 cái huy hiệu này. Còn sau đó dừng ở đây rồi. Ok, 5 huy hiệu này được rồi nha. Ok, đó là chìa khóa màu xanh đó. Xanh là chắc sắp tới đó, xanh là tới chú rồng này rồi nè. Đó, xanh nha, xanh lấy thêm rương gọi là đưa kinh gió nè, lấy thêm 5 cái này nữa, ô 10 rồi. Ở đây, lấy thêm rương đưa kinh gió ở đây và để thêm đưa kinh gió đây nữa. Xong, mở ra chiếc rương tới chú rồng gọi là Legendary. Legendary thì chắc phải đi khá là xa nha. Đây, ở đây, lấy một cái rương bên đây rồi. Tới đây, lấy thêm cái rương đây nữa. Và trên đây thì nói chung là bình thường các bạn đi tới chú rồng Epic đấy được rồi. Hoặc là nếu như đi tiếp chú rồng Legend thì lấy cái rương gọi là đầu tiên thôi. Rương đầu tiên là rương này. Thì tại vì nếu mà còn dư nhiều á thì chúng ta đi những cái khác. Còn không thì các bạn xác định đi lấy luôn những phần thưởng cuối. Các bạn cũng cố gắng ta đi hết luôn. Chứ người ta thu đầy đủ là thế nào cũng có một lượng con nhiều rồi các bạn ạ. Đấy, và biết đâu đó thì mình sẽ trước mắt thì mình sẽ chờ có thể chờ chú rồng này nè. Chắc là sự kiện ngày hôm sau đi, chắc là ngày hôm sau sẽ có cái xếp hình đó, đi hết mấy chú rồng này. Đó, đi tới đây lấy rương này, đi tới đây. Đó, xong. Rồi 9 ngày á. 9 giờ chú rồng này là chú rồng nhảy. Đây, 3 ngày chú rồng này trái cây, mình không cần phải lấy nha. Bạn nào thiếu trái cây cũng có thể là cân nhắc. Rồi, và chú rồng này thì sao? Chú rồng này ấy biết là đi đưa cánh gió này. Đó, đúng rồi, đi lấy đồ canh gió thì đi lấy cái rương này nè. Đó, tới đây rồi có thể là đi lấy thêm tới cái rương rồi là này luôn. Biết đâu mở ra gì ngon sao không các bạn. Rương này thì chắc không có gì thay đổi. Ok, không gì thay đổi nha. Hên thì vẫn được là 150 thôi. Đó, thì lấy sừng sừng từ đấy. Rồi còn về cuối thì có thể chọn đi chú rồng này ở cái đường gần gần á. Đó, đi đường gần gần lấy cái rương nè. Nếu mà thấy rương này dễ thì tới đây lấy luôn. Nhưng mà chắc là không có dễ đâu. Mà tùy. Đấy, còn đây đi cái rương gần gần nè. Đây rương xa này không có nữa rồi. Đó, còn có thì nó xa. Vậy được rồi các bạn ạ. Còn chú rồng này thì chắc là mình không đi rồi. Chú rồng này đi đát lắm các bạn ạ. Chơi chú rồng này đây, đi khá là đát nha các bạn. Nên là rồi, không rồi. Ok, đó là cái lộ trình sự kiện nha. Tham gia sự kiện thì các bạn sẽ gồm có là thu mỗi ngày 3 móc nè, những móc là mỗi lần là 600 con, những móc như là nhưng bây giờ là reset vào 5 giờ chiều. Vậy thì sẽ là 5 giờ chiều nè. Sau 5 giờ chiều nè. Và sau 1 giờ sáng. Và sau 9 giờ sáng. Thì nói chung là buổi sáng các bạn thu trước 9 giờ là được. Sau 9 giờ chúng ta ráng thu một lần nữa trước khi là qua buổi chiều 5 giờ. Là ok. Cứ nhớ mỗi lần 3 lần, mỗi ngày 3 lần vậy là được. Rồi xem quảng cáo nè. Rồi có thể là đánh quét nè. Đánh quét thì quét này mình nghĩ là không cần phải canh đánh đâu. Bởi vì quét này trước mình cũng canh đánh lần rồi. Thì cũng nói chung là nếu mà canh đánh từ đầu sự kiện á thì có thể là lấy luôn cái rune nào đó ở dưới. Nhưng mà nói chung thì sao nhỉ? Nói chung thì cũng phải canh khá là sát sao đấy nha các bạn. Và phải canh là canh sát sao đấy. Đây thì hoặc chúng ta canh xương xương để mà vào lấy thêm con xanh cũng được. Bởi vì con xanh đây thì cũng không có phải là quá là nhiều đâu. Nhưng mà có là ngon rồi phải không? Đấy, 6 tiếng nha, thêm lần nữa 6 tiếng. Và lần sau thì sẽ 8 tiếng về. Chuyện là vậy đó các bạn. Đi rồi mình biết mà họ. Ok, một vài cái quest này sắp hết ở đây nè. Đấy, thì mình nghĩ là nhờ vào cái sự kiện và nhờ vào thu hàng ngày. Đấy, và cộng với lại là con đi đánh ở trong rương thì mình sẽ lấy thêm được một cái rương này nữa nha.
Vì chúng ta cứ suy tính là bây giờ mình cố gắng lấy cái rương kia xong cũng trong vòng là tầm 13 ngày. Đấy các bạn, thì cũng tầm là tới khoảng gian đó mình phải đánh được tầm phải là 20 điểm rồi thì mình lấy được thêm 20 cái này, mà lấy thêm trong gọi là sự kiện nữa. Sự kiện thì nãy các bạn mới thấy nha, thì có khoảng tầm là thêm 10 cái nữa. Và mình lấy đăng nhập mỗi ngày kiểu như là đăng nhập trên web nữa, thành ra là mình có khả năng rất là lớn để mà lấy cái rương đấy, dường như là nằm trong tầm tay nha các bạn. Chỉ là chúng ta phải nhớ và phải thực hiện đều đều á. Còn đây thì mình có thể làm điểm tiếp để lấy trong đây, hoặc cũng có thể là không. Yeah, và theo được thì chắc là chúng ta không cần rồi các bạn nha. Ồ, nhưng mà đợi nhiệm vụ nhiều quá. Rồi tới phía cuối, cái nào làm dễ làm một lần lúc. Cái nào lấy thêm được vài cái, đỡ được xíu. Nhưng mà nói chung là cái rương đấy mình nhắm rồi đấy. Thì mình mở cái rương cuối mùa các bạn. Phải có một cái rương cuối mùa mình mới gọi là ok, chúng ta cho sang mùa mới rồi. Rương bro tiếp theo lại mở được cái rồng gọi là siêu cấp VIP rồi tiếp theo, phải không các bạn? Ok, và có lẽ là video của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye nha các bạn. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.